Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Wigo mới ra mắt ở thời điểm tháng 6 năm 2023 này. Thì Toyota Wigo được phân phối thị trường Việt Nam với hai phiên bản, trong đó có một phiên bản là số sàn, có một phiên bản là số tự động và đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Và với cái bản nâng cấp mới này thì xe đã được nâng cấp khá nhiều, từ các cái tính năng như là đèn, rồi tay nắm cửa và nội thất, cũng như là các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù trên gương hay là các phương tiện cắt ngang phía sau, và đã thay đổi về máy và hộp số. Thì đầu tiên thì trong khi quay cái ngoại thất của xe thì em sẽ báo cho anh chị cái giá của xe thời điểm tháng 6 năm 2023 này. Thì đối với phiên bản đầu tiên là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 360 triệu. Thì thời điểm này bên em đang có gói hỗ trợ cho khách hàng là gói phụ kiện trị giá là 20 triệu đồng. Và với cái giá như bên trên thì lăn bánh ở thị trường tỉnh nó sẽ rơi vào khoảng là 400 triệu. Còn để trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em chỉ tầm 120 thôi là mang xe về được rồi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản số tự động có giá niêm yết là 405 triệu và hiện tại thì em cũng đang có gói hỗ trợ phụ kiện là 20 triệu đồng. Với cái giá bên trên thì lăn bánh thời điểm hiện tại rơi khoảng tầm 450 và trả góp thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng tầm 130 thôi là mang xe được về rồi. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản số tự động của xe Wigo, thì đa số bên em về là số tự động và bên em đang sẵn khá là đủ màu. Với phiên bản này thì bên em sẽ có 4 tùy chọn về màu ngoại thất. Đầu tiên là màu trắng, thứ hai là màu đỏ, thứ ba là màu cam và thứ tư là màu bạc. Và tiếp theo em sẽ đi đến chi tiết các cái phần ở trên xe. Đầu tiên ở phần đầu thì cái ngôn ngữ thiết kế đã được nâng cấp hơn so với phiên bản trước, trông bắt mắt hơn, vẫn là vuông vắn theo xu thế hiện tại. Và cụm đèn hiện tại thì đã được sử dụng ở cụm đèn full LED phản xạ đa hướng, có đèn xi nhan, rồi tất cả pha cốt đều là dạng LED hết. Còn ở phần la răng thì là la răng 14 inch. Đặc biệt có một vài nâng cấp lớn ở phần thân xe, như em cũng có báo ở đầu xe rồi thì anh chị thấy video nó hơi khó nhìn một chút. Thì đây là cái chức năng cảnh báo điểm mù trên gương và đi theo nó sẽ có cái chức năng là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Và Toyota đã lắng nghe người tiêu dùng là thay đổi cái tay nắm cửa. Thì tay nắm cửa hiện tại thì đã được nâng cấp lên là tay nắm cửa hiện đại hơn và có cái nút chạm để mở khóa cửa thông minh. Cả hai phiên bản thì đều được trang bị là khóa cửa thông minh cũng như là để nổ. Còn cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe thì chỉ có 5,2 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Thì em sẽ vào phần nội thất để giới thiệu cho anh chị. Phần nội thất có gì hay? Đầu tiên thì nội thất sẽ có tông màu chủ yếu là màu đen. Có lên xuồng kính auto ở kính lái này, có gương cụp mở điện này và có chỉnh gương bằng điện. Ngoài ra thì sẽ được trang bị thêm gói tính năng về an toàn rất là lớn, từ kiểm soát lực kéo này, chống trơn trượt, hỗ trợ lực phanh, phân phối lực phanh điện tử, các thứ làm được trang bị hết rồi. Và ngoài ra thì cũng một vài cái nâng cấp nữa như là được trang bị cái thay đổi độ cao của tựa đầu tất cả các hàng ghế. Ghế thì sử dụng là ghế màu đen, chất liệu là nỉ. Còn cái màn hình thì kích thước vẫn như vậy, tuy nhiên là được nâng cấp lên cái màn hình Toyota có chức năng là Apple CarPlay, Android Auto kèm theo cái màn hình này. Thì tính năng cơ bản của xe thì đủ dùng, và đặc biệt chiếc xe Toyota Wigo phiên bản 2023 này thì đã được nâng cấp rất nhiều, chú trọng nhiều hơn về cảm giác. Thứ nhất là về tính năng an toàn, hỗ trợ gói cảnh báo điểm mù trên gương, hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi này, hệ thống hỗ trợ lực phanh, rồi chống trơn trượt, kiểm soát lực kéo là hơn so với các cái đối thủ trong cùng phân khúc như là i10 và Kia Morning. Ngoài ra có một cái điểm nữa bọn em chưa điểm qua là cái xe Wigo này phiên bản 2023 thì đã được nâng cấp thêm một tính năng nữa ở ghế lái là điều chỉnh được cái cao thấp ghế này. Ngày xưa là chỉ được tiến lùi và ngả lưng, hiện tại thì mình sẽ thêm được cao thấp ghế nữa. Ngoài ra thì có cả chỉnh vô lăng hai hướng. Ngày xưa thì ghế và vô lăng thì chỉnh được 4 hướng, còn vô lăng thì chỉnh được 2 hướng thôi. Ngoài ra thì cái cụm Đèn ủi thì là từ đời trước vẫn được trang bị rồi này. Còn ngoài ra thì cụm điều hòa vẫn giữ nguyên là có điều hòa cơ, tuy nhiên là có cái chế độ Bắc Cool. Điều hòa của Toyota thì không cần phải lo rồi, nếu mà so với các cái đối thủ của phân khúc như là Honda Brio hay là Hyundai i10 hay Kia Morning thì điều hòa của Wigo lúc nào cũng có một cái lợi thế rất lớn, đặc biệt là nếu vào mùa hè như này anh chị đến trải nghiệm thực tế xe của tất cả các dòng xe. Ngoài các tính năng em vừa nói thì cảm nhận thêm cái điều hòa của Toyota nó mát sâu như thế nào. Và vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về cái giá xe cũng như là tổng quan nội ngoại thất của xe Toyota Wigo mới. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề về xe khác thì vui lòng liên hệ với em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.